Hoàng Minh Di kể khổ vì không được ăn cơm suốt 2 tuần nay, fan ngay xong xót hết cả ruột gan. Là một trong những tên tuổi được khán giả đặc biệt yêu mến nhất nhì hiện nay, Hoàng Minh Di ngày càng chú trọng việc trau chuốt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Hoàng Minh Di giao lưu cùng fan sau khi nữ ca sĩ hoàn thành phần trình diễn tại một sự kiện thời trang được tổ chức tại Ninh Bình. Xuất hiện trong clip, mẹ một con diện bộ trang phục màu sắc nổi bật, nhan sắc xinh đẹp khiến ai nấy phải trầm trồ. Đáng chú ý, tại cuộc trò chuyện ngắn với người hâm mộ, Hoàng Minh Di đề cập đến việc bản thân đã siết cân vô cùng kham khổ. Theo đó, giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp than thở rằng, hôm nay xã nên chị ăn 2 bát cơm đấy. Thấy fan không khỏi bất ngờ, Hoàng Minh Di vội vàng tiếp lời, còn 2 tuần nay làm gì được bát cơm nào đâu. Không để fan chờ đợi lâu, nữ ca sĩ khoe ngay thành quả mà mình đã đạt được sau khoảng thời gian ép cân. Chị giảm được 3 cân rồi đó. Và khi được người hâm mộ hỏi số cân hiện tại, Hoàng Minh Di lên tiếng, chị gầy, xót xa thân thể, gầy quá nên lộ cả xương qua xanh luôn này. Đặc biệt hơn cả, giọng ca sinh năm 1995 còn hài hước ví von rằng chỗ lõm xương quai xanh của mình có thể thả tận 3 con cá vào vẫn đủ. Điều này chứng tỏ sau quá trình kiên trì giảm cân, sắc vóc hiện tại của mẹ một con trở nên vô cùng mảnh mai và quyến rũ hơn trước. Có thể nói Hoàng Minh Di được nhiều người yêu mến không chỉ bởi giọng hát mà còn vì sự duyên dáng và hài hước. Dù sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn trong showbiz Việt, nhưng cô nàng không hề tự ti mà ngược lại, còn biến điều này trở thành điểm đặc biệt của riêng mình. Cô nàng thường xuyên đọ dáng cùng dàn hậu đình đám cao trên 1m7, 1m8, tạo ra những khung ảnh hài hước, làm công chúng không nhịn được cười. Cũng tại sự kiện diễn ra ở Ninh Bình, Hoàng Minh Di tiếp tục tạo nên khoảnh khắc khiến ai nấy cười nghiêng ngả, khi đọ sắc vóc cùng dàn hậu Thiên Ân, Đỗ Hà và Bùi Khánh Linh. Đáng nói, đứng giữa các mỹ nhân với chiều cao vượt trội, chân mang thêm cao gót, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trở nên lọt thỏm, nhỏ bé hẳn. Trước đó, giọng ca Chiến X cũng thường xuyên chung khung hình với các chân dài khác của Vbiz. Khung cảnh lệch pha tự dìm hàng chiều cao chính mình lại là điều giúp Hoàng Minh Di nhận về thêm sự yêu thích của dân tình. Thực ra cô nàng cũng có bí kíp riêng là những đôi giày độc đáo cao khủng từ 20-30cm giúp bản thân không bị trở thành nấm lùn khi trình diễn trên sân khấu hay thả dáng ở thảm đỏ sự kiện. Hoàng Minh Di cũng từng tiết lộ trong vậy chứ những đôi giày này rất dễ đi, có phần đế chắc chắn không quá nhọn nên hoàn toàn phù hợp di chuyển, thực hiện các động tác nhảy vừa phải. Các kiểu giày tôi chọn thường có phần đế trước và sau cao gần bằng nhau, không quá dốc nên dễ đi, không nguy hiểm kể cả giữa thời tiết mưa, nữ ca sĩ nói. Được biết, năm 2023 là mốc thời gian hoạt động khá chăm chỉ và năng suất của Hoàng Minh Di khi cô liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc là Bật Tình Yêu Lên và Thị Màu. Đặc biệt, hai ca khúc này đều đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. Riêng bài Bật Tình Yêu Lên được ra mắt đúng dịp Valentine 2023 do nữ ca sĩ kết hợp cùng Tăng Duy Tân. Ngay khi ca khúc này phát hành rộng rãi trên các nền tảng nghe nhạc, đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Chưa dừng lại, MV lyric của Bật Tình Yêu Lên cũng đã đạt được hơn 30 triệu lượt xem trên YouTube. Đến đầu tháng 3 năm nay, Hoàng Minh Di trở lại với một MV được đầu tư hoành tráng mang tên Thị Màu. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc cá nhân đánh dấu màn tái xuất làng nhạc Việt của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ không thể cùng nhau xuất kiếp. Sản phẩm Thị Màu sau khi trình làng cũng đạt được những thực tích vô cùng ấn tượng, giữ vị trí top 1 trending YouTube trong nhiều tuần liền. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã đạt hơn 40 triệu lượt xem, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp của Hoàng Minh Di.